cái việc của mình như vậy đâu cha. Cha đâu mà thay cho mình được. Cha là phải để cha lo việc giảng dạy cầu nguyện cho mình. Lo việc giảng dạy cho con cái mình. Đấy là các cha lo việc. Còn cái việc ở trần gian thì họ khi nào làm biếng thì cứ nói để có cha đã. Thấy các cha làm thì chắc các cha bảo. Không, khi nào đi buôn được tử tế có hỏi cha đâu. Khi nào muốn phạm tội cũng chẳng hỏi cha. Khi nào việc gì không muốn tránh trách nhiệm nên hỏi cha đã. Không thấy các cha nói gì cả. Những việc mình làm được là việc của mình. Thế thì mấy người lương có cha thì ai làm? Họ có đi hỏi cha đâu. Mình làm những việc công dân của mình, việc xã hội của mình thì mình có đủ sự trưởng thành mà làm. Và chính các cha cũng phải trọng cái sự trưởng thành ấy của anh chị em. Vào trong nhà thờ thì cha thắp đèn, cha đi sửa micro, thế nên bốn đạo liệt hết. Thế nên gọi là liệt vị tông đồ đấy, nên liệt hết cả. Các cha phải làm sao để cho giáo dân trưởng thành. Các cha hướng dẫn đến để cho giáo dân trưởng thành. Còn cái phần chính là giáo dân nhận biết vai trò của mình và trưởng thành. Cũng như con cái mà nói với bố mẹ. Khi trước chúng con còn bé, còn thơ, thì bố mẹ bế chúng con, thổi cơm cho chúng con ăn. Bây giờ chúng con lớn rồi, bố mẹ nghỉ đi. Chúng con đến, chúng con quét nhà, chúng con lau nhà, chúng con thổi cơm để mời bố mẹ ăn. Chứ mình lớn rồi mà cứ nói, tới hỏi bố mẹ thổi cơm đi. Không được. Thì đối với việc đất nước hay là việc giáo hội, chúng ta phải trưởng thành. Chúng ta phải trưởng thành. Đấy. Mà nếu không trưởng thành thì sẽ không bao giờ nó thành công được cái việc gì hết cả. Chúng ta phải trưởng thành. Mỗi người giáo dân trưởng thành thì là một công dân tốt. Mà khi các cha đã hướng dẫn trong nhà thờ, khuyên bảo giáo dân mỗi một tuần trên các tòa giảng thì không bao giờ bảo giáo dân phạm tội cả. Tòa giảng thì kêu gọi anh em sống đạo đức tốt lành, thì việc ấy giáo hội đã đóng góp cho tổ quốc rất nhiều rồi. Còn cái việc tổ quốc là sao, các người công dân ấy tự do muốn làm sao cũng được. Anh chị em nói rằng các cha đứng ra tổ chức cái này cái kia, các cha mà đứng ra tổ chức cái này cái kia chia rẽ ngay. Anh em nhớ như vậy. Cái nước Ý đó, đạo cả nước, mà người Ý thì đến mấy chục đảng khác nhau, mà đảng nào cũng công giáo hết. Và nếu các đức cha ở bên Ý mà nhúng vào trong ấy thì chia rẽ hết cả. Bây giờ tôi giảng cho anh em, mà anh em xem là ông này thiên tả hay thiên hữu cái gì. Ai thiên hữu thì theo tôi, ai thiên tả thì nghe tôi giảng là đi hết. Ông đức cha ấy, ông giảng theo cái phe ấy, thiên hữu. Không được. Thành thử, vì thế mà các linh mục phải giảng phúc âm. Mà điều ấy thì ở bên nhà mình ấy, thì Việt Minh này nhắc lại cho chúng ta điều ấy. Có một ông cha ở đây nhà thờ Phát Diệm, cha trẻ, giảng là anh chị em biết lời Đức Mẹ đã ứng nghiệm. Nước Nga đã trở lại, bây giờ là ở bên Đông Đức rồi Ba Lan rồi, trở lại hết cộng sản nè, thay hết đổi hết rồi. Chiều đức cha phó địa phận bị công an kêu ra, ông cha ấy cũng bị công an kêu ra một nơi khác. Và công an nói thế này, ông là giám mục, ông phải về giáo dục lại cái ông cha ấy. Làm cha là phải giảng về phúc âm và Chúa Giêsu mà thôi. Sao lại giảng chuyện nước Ba Lan với nước Nga với nước Đức làm gì? Làm cha là chỉ giảng Chúa Giêsu mà thôi. Ông về ông nói vậy. Nếu sao mà không giảng Chúa Giêsu là chúng tôi phạt đấy, không cho giảng nữa. Đấy, người ta cũng biết như vậy. Nên nếu các cha mà không giảng Chúa Giêsu thì anh em phải nhắc các cha lui lại cái ranh giới của mình mà giảng Chúa Giêsu. Và khi giáo dân mỗi một tuần đã vất vả vật lộn với cuộc đời rồi thì đến nhà thờ muốn nghe cha giảng Chúa Giêsu, sự bằng an tình thương của Chúa, nghe nó
mát rượi ở trong tâm hồn mình, tới lại nghe các cha nói những chuyện mà mình biết rồi ở ngoài xã hội, thì nhiều khi thì anh em cũng lấy làm mệt thôi. Thành thử vì thế mà anh em cầu nguyện và để cho các cha đi đúng ranh giới của mình, và mình cũng trưởng thành theo công việc của mình, trưởng thành với trách nhiệm của mình. Cần đấu tranh thì phải đấu tranh, mà ở trong đất nước này mình phải đi sâu vào, người ta gọi là integration, phải đi sâu vào, đi sâu vào, đâm rễ vào. Bởi vì anh em ở đây thì nếu như anh em và không dạy cho con cái anh em học hành rồi và đóng những cái vai trò trong cái xã hội của người Mỹ, thì anh em mãi mãi vẫn là những người bị người ta cho mình vào dân Hoa Kỳ hạng hai thôi. Bởi vì sao? Thì bởi vì là mình có tiếng nói, cứ nói với Việt Nam với nhau thôi, báo cũng báo Việt Nam nói chuyện với nhau, rồi tiếng nói không ai đếm xỉa đến các cái quyền lợi của mình hết. Thành khi con cái mình trong cái thế hệ qua đấy phải ở vào trong đó, thì chúng ta mới binh vực được người Việt Nam trung thành, trưởng thành. Và điều thứ ba tôi muốn nhắc cho anh chị em là tín thành. Anh trung thành với Chúa, với Tổ quốc, trưởng thành đối với xã hội, với công việc của mình, đối với giáo hội, với công việc của mình, và tín thành đối với bè bạn với nhau. Như chúng ta sống với nhau mà không có chữ tín với nhau, không ai tin nhau được ấy, thì chúng ta ở xã hội tự do mà giống như chúng ta cũng đang ở trong một xã hội độc tài vậy. Vì chúng ta không ai tin tưởng nhau được. Chúng ta đi trong một xã hội mà đi đâu gặp đâu cũng sợ mất đấy, sợ mất túi đấy, thì làm sao mà đứng được. Anh chị em qua bên Nhật, đi trên xe quên cái đồ gì thì người lái xe họ mang tới nhà mình. Và cái đất nước người ta đã tập cho nhau như vậy rồi, thì nó có cái sự tín thành đối với nhau. Tín thành nghĩa là ai cũng có thể tin tôi được, mà tôi cũng có thể tin các người cùng sống với tôi được. Chứ mà ra thì bốn đạo ở miền Bắc đó, tôi gặp thì họ cứ nhắc tôi này, cha này, cha nhớ nghe, tin đạo chứ đừng tin người có đạo. Ở trong cái hoàn cảnh đến khốn khó như vậy, cha nhớ nhá, cha ra đây với chúng con nhá, cha tin đạo chứ đừng tin người có đạo. Vì có người người có đạo không có sự tín thành, có như vậy. Nhưng mà tôi nói thật ra, khi họ cảnh giác cho mình như vậy, nhưng tôi ở với giáo dân miền Bắc, tôi rất thương họ và họ rất quý tôi. Họ bảo vệ cho mình hết sức, không có cha cố gì ở với họ, mà họ rất là mộ đạo và hy sinh vì việc đạo. Tôi đi đến các làng nhà quê thì mấy ông trùm, ông quản ra gặp thì ông nào cũng thưa cha, con cũng ở tù như cha. Mấy ông 5 năm, ông 6 năm. Qua những năm từ năm 58 cho đến 65 thì hầu hết các ông trùm, ông quản đều đã ở tù hết cả. Mà đi về tù về rồi làm trùm làm quản lại như thường, và vợ con cũng để làm. Và bao lâu chồng đi ở tù thì vợ con ở nhà, cũng là bởi sách giúp đỡ nuôi con ăn học tử tế và không ngăn cản chồng mình khi làm. Đó là một cái sự tín thành rất lớn và một bài học mà nhiều khi chúng ta rất cảm động. Ngay Chủ nhật làm lễ, khi cha cho chịu lễ xong rồi thì thấy mấy ông trùm lếch thếch xốc xếch, áo quần rách rưới mà lên trên bàn thờ ấy cả, thì cha là đưa cho tròng vào cổ mỗi ông đó, cái bao mà mang mình thánh Chúa, thì mấy ông là đạp xe đạp cọc cạch mang mình thánh về để trong nhà chầu để cho giáo dân cầu nguyện suốt cả hai tuần. Nếu có người liệt thì lấy và cho chịu lễ như của ăn đàn trước khi chết. Rồi sau hai tuần thì lại mang mình thánh cũ còn lại xuống đổi cho cha, rồi lại đem mình thánh mới về. Họ vẫn làm, họ trưởng thành trong nhiệm vụ của người giáo dân. Và do đó thì giáo hội và gia đình ở miền Bắc, dù khi thiếu các cha, có khi có địa phận còn có hai ba cha, thì vẫn là
mạnh mẽ, trưởng thành, kinh tối sớm, rất tốt. Và họ làm chứng điều gì? Tôi gặp nhiều người cán bộ, họ nói rằng chúng tôi đi vào các làng bên giáo thì không nghe trẻ con chửi tục, ít khi nghe những chuyện trộm cắp, và có những lần mà nhà nước tổ chức diệt trừ trộm cắp ở trong các làng, ở các tỉnh, thì cán bộ cao cấp cũng nói rằng đi cái tỷ số của người công giáo mà phạm pháp vẫn là ít thua ở nơi khác, họ công nhận như vậy. Mà đó là họ đã là nhân chứng của giáo hội. Tôi thuật chuyện anh chị em nghe một chuyện giải trí. Có một ông trùm, cha này, thì khi không có cha là ông phải làm phép rửa tội, mà ông rách rưới quá, mà khi làm phép rửa tội thì ông biết làm sao mặc cái áo cho giống cha được, chứ có áo đâu mà mặc. Thế là có một lần có một ông trùm thì lấy một chiếc chiếu như áo lễ ngày xưa đó ha, to áo cánh phản đấy, thì moi một lỗ dưới mà mặc vào thì giống cha làm lễ vậy để mà rửa tội. Khổ như vậy. Những năm đầu tiên mà các cha già được đi cấm phòng đó, có những cha 92 tuổi mà cũng nói thôi bay khiêng tao đi cấm phòng, để tao đến tao gặp, tao thấy các cha cấm phòng một lần để tao về tao chết. Và muốn đi như vậy thì có một lần có một cha đi đưa mình thánh, thì đi hai cậu thanh niên đi, còn hai cậu thì sơ cua, bốn xe đạp, mà cha già thì già quá đi, ngày nằm đúng cái võng, xỏ một cây tre ở trong, thì hai cậu đi xe đạp thì khiêng cha nằm dưới cái võng ở giữa, đi nơi cái giường ruộng làm sao không biết, rơi cái tõm cha xuống dưới ruộng, cha xuống nằm dưới ruộng, ướt hết cả, mà cha già nữa, thế thì hai cậu thanh niên sợ quá, cứ quỳ đi giường ruộng mà nói lạy cha, xin cha tha tội cho con. Cha già bảo rằng thôi xuống lôi cụ lên chứ, cứ quỳ trên ấy mà xin cha tha tội thì cụ ướt hết mà Chúa cũng ướt luôn. Nhưng mà mình thấy rất là cảm động. Khi đi cấm phòng đó, bên địa phận Hưng Hóa đó, có những cha mà phải đi như vậy 50-60 cây số, thì cứ thanh niên bốn anh đưa cha đi rồi xuống ở lại đấy, bữa nào lại đưa về, hai cậu này khiêng mỏi rồi thì đổi hai cậu khác, cứ thế mà đi từ rừng xuống nhà. Nên chúng ta thấy trưởng thành như vậy, tín thành như vậy là rõ ràng ở đất nước chúng ta có, và chúng ta phải cầu nguyện vì thấy những cái gương của những người giữ đạo như vậy. Có những người Mông ở trên Điện Biên Phủ đấy, họ đi theo đạo mà không bao giờ được cha cố gì lên trên ấy hết, mà không được phép làm nhà nguyện, không được phép làm nhà thờ, mà vì họ ở xa quá đấy. Cái cha mà ở gần nhất thì họ phải đi bộ trong rừng 6 ngày đường mới đến cái nhà cha đó. Thì họ muốn làm nhà thờ quá mà không biết làm sao, thế thì họ phải nói nhỏ với nhau, nhà này thì làm hai cái cột, nhà này làm một cái cửa sổ, nhà kia thì làm cửa lớn, nhà này thì làm kèo, nhà nọ làm vách, còn mấy nhà kia thì liệu có đủ tranh mà lợp. Thế thì một đêm nào sáng trăng đi thì họ đi là ra hiệu cho nhau mang tới, và cứ thinh lặng như vậy làm một đêm, sáng có nhà thờ. Và sáng có nhà thờ rồi, cán bộ tới bảo hạ nhà thờ đi, phép đâu mà làm mà không xin phép, mà hạ đi. Nói chúng tôi hạ không được, vì sao? Có thánh giá trên rồi, có thánh giá mà, như là vi phạm tự do tôn giáo, chúng tôi không làm được.
chúng ta thấy họ rất là đơn sơ chất phác, nhưng mà Đức Chúa Thánh Thần soi sáng cho họ. Chúa Thánh Thần không bỏ giáo hội mà soi sáng cho họ, và họ trưởng thành trong đức tin. Hình thứ thiếu thốn đến mức độ đó, nhưng mà người ta giữ đạo, đức tin của họ tốt lành như vậy. Và cuối cùng thì khi khó khăn, anh chị em phải làm thế nào? Tôi thì hay, bởi vì đây là bậc phụ huynh thì tôi phải nói theo kiểu người già. Trong sách Nho có nói rằng vua nhà Nho ở bên Tàu hỏi một nhà hiền tiếc, muốn cho nước mạnh thì phải có cái gì? Thì ông ấy nói thứ nhất là túc binh, nghĩa phải có quân đội đủ. Túc binh có. Tôi nói chiều nay cái gì tôi cũng nói ba số 3 hết nha, để cho anh chị em để nhớ. Thứ nhất là túc binh. Đấy. Rồi cái thứ hai thì cần có cái gì? Ông ấy ông nói túc thực. Phải có kinh tế, phải ăn cho đủ. Túc thực, ăn uống cho sung túc. Thứ ba cần phải có cái gì? Ông nói túc tín, phải có cái niềm tin vững vàng. Tín ở trời đất và tin nhau. Có niềm tin vững vàng, ba điều đó, túc binh, túc thực và túc tín, ba cái điều ấy phải có. Thì vua hỏi ông, nhưng mà nhỡ không có thì làm sao? Ông nói thế này, nếu mà khó không được ba điều ấy, thì điều thứ nhất là khử binh, bớt binh lại, giảm bớt binh lại cho đỡ tốn đi. Khử binh rồi mà còn túng thiếu nữa, không thể sức được, thì làm sao? Ông nói khử thực, bớt ăn, thắt lưng buộc bụng lại trong nước bắt lòng. Còn cái điều thứ ba, vua hỏi ông thì tín thì sao? Ông nói rằng tín bất khả khử, cái niềm tin nó không bao giờ là giảm được hết cả. Khử binh được, khử thực được, mà tín bất khả khử, cái niềm tin, đạo đức và cái lòng thành tín với nhau thì không bao giờ có thể giảm bớt được. Nếu giảm là suy vong đất nước. Kính thưa Đức Tổng, kính thưa các cha có mặt ở đây và kính thưa toàn thể quý vị trong hội trường. Hồi nãy Đức Tổng có nói là nhiệm vụ chứng nhân của chúng con ở bên Mỹ này, và không chỉ vì chỉ có chúng con là những người tín hữu, mà là cả những vị lãnh đạo tinh thần cho chúng con. Kinh nghiệm 20 năm ở bên Mỹ này, con thấy cứ sứ đạo nào mà các cha Việt Nam mới sang mà tham dự vào vấn đề chính trị thì sứ đạo đó sẽ có chia rẽ, và sự chia rẽ trong các tín hữu đó càng ngày càng trầm trọng. Thưa Đức Tổng, ở Việt Nam cộng sản cấm đạo, các cha có thể tham dự vào các tổ chức chính trị để tranh đấu cho tín ngưỡng, nhưng ở bên Mỹ này và có thể nói cả những miền Âu Châu hay là Mỹ Châu này, sự cấm đạo không có. Con 20 năm kinh nghiệm, con thấy rất đông các sứ ở Việt Nam, ở bên Mỹ này, cứ cha nào mà tham dự vào chính trị thì đều tín hữu đều chia rẽ, và sau đó có sự tranh luận với nhau. Và cứ lúc đầu các cha mới về thì các cha sứ ở trong nhà sứ nói rằng các cha làm việc rất là tốt, nhưng mà sau đó có những người chính trị rồi dì tai các cha tham dự các tổ chức nọ, tổ chức kia, làm chính trị nọ, làm chính trị kia, làm cố vấn, vấn đề này, vấn đề kia. Và sau đó, dĩ nhiên chính trị thì phải có hai phe, và sau đó là các cha bị hai phe vào trong nhà xứ để nói những cái chuyện không đẹp của các cha ra. Vậy, vắn tắt câu hỏi của chúng con, xin Đức Tổng nói cho chúng con biết, và cả hội trường này biết, là các cha ở bên Mỹ này có nên tham dự làm cố vấn hoặc tham dự các tổ chức chính trị hay không? Cảm ơn các cha và cảm ơn tất cả quý vị.
Câu hỏi của ông bạn đây tôi trả lời thế này. Điều thứ nhất nói về Việt Nam thì chưa đúng. Vì ông bạn nói rằng ở Việt Nam các cha muốn tham gia các tổ chức để mà tranh đấu, tham gia thì chết. Thứ hai là phải phân biệt tất cả. Dĩ nhiên nhiệm vụ của các cha Chúa sắp đặt trong giáo hội có ba nhiệm vụ. Một là tiên tri, hai là tư tế, ba là vương giả. Thì vấn đề tiên tri phải nói sự thật. Chúng ta cứ xem ở trong nước Mỹ, tôi nói để anh chị em xem. Trong nước Mỹ có ít nữa, chúng ta cứ nói là hai đảng phái chính, có Cộng Hòa và Dân Chủ. Các cha có thể ủng hộ bên này hay bên khác, vì khi mình bỏ lá phiếu thì tùy ý mình. Nhưng mà các đấng bậc, các hồng y giáo mục đều để tự do các giáo dân. Có người Công giáo cũng là dân chủ, mà có người Cộng Hòa cũng là dân chủ, và nước nhà họ cũng cứ đều đặn như vậy. Thì khi anh chị em ở trong nước này thì cũng hiểu như vậy và sinh hoạt như vậy. Nghĩa là chính mình đừng có bắt bề trên làm. Nhiều khi bề trên cũng là nể nang mình, mà cứ xem các đức cha của Mỹ đó, khi nào mà có việc gì chung về lợi ích chung của đất nước thì họ có một lời tuyên bố chung của cả hội đồng. Còn các việc khác thì việc của Chúa, làm việc của Chúa và đóng góp. Nhưng mà có vấn đề gì chung thì có sự hướng dẫn của chung của hội đồng giám mục. Thì anh em ở đây sống trong cái xã hội này thì cũng làm chung như hội đồng giám mục đã nói. Thì các nước Âu Châu cũng vậy, hội đồng giám mục có những chỉ thị chung cho đường lối chung ở trong đất nước, và luôn luôn để mà xây dựng. Có cái thái độ ấy thì đất nước họ cần đến mình, bởi vì mình có thái độ xây dựng. Còn đi về các chi tiết thì hội đồng giám mục để cho người giáo dân trưởng thành. Vì họ đến thì họ bắt làm, vì họ cần phải có cái ông này để quy tụ. Nhưng mà khi làm được thì họ đã, cái đó là nguy hiểm. Anh chị em hãy nhớ cái việc ấy đã xảy ra các nước Đông Âu bây giờ. Khi mà phải tranh đấu với Cộng sản thì các đức cha và các đức khổng y bên ấy phải đứng ra, vì giáo dân đứng ra thì khó lòng, thì họ đứng. Nhưng bây giờ đến khi mà yên được rồi thì họ chia ra nhiều bè lắm, và nói không nghe nữa. Thành thử anh chị em cũng nên rút kinh nghiệm như vậy, và các cha cũng đều rút kinh nghiệm như vậy. Khi nước Ba Lan đấy là cái bầu ra cái ông tổng thống bây giờ đó, là người đã đứng ra đấu tranh cho họ là mạnh mẽ. Đến khi chia rẽ nhau rồi bầu lại cái đảng ông tổng thống ấy chỉ được 16%, anh chị em cũng biết đấy. Và các nước khác tiếp khắc là Bulgaria đó cũng gặp những trường hợp như vậy. Nên hội thánh có sự khôn ngoan và bảo vệ hội thánh trước đấy. Không phải khi người ta muốn kêu mình làm như ý thì đến sau mà hội thánh chết thì cũng bỏ hội thánh thôi. Nên nhưng mà cũng không phải vì đó mà người Công giáo như cha nói khi nãy đó không nghĩ đến cái việc quyền lợi chung của đất nước, khi việc tốt việc xấu. Vì vậy mà người Công giáo biết đoàn kết với nhau thì người ta tôn trọng. Kính thưa Đức Cha, kính thưa các linh mục cùng toàn thể quý vị hiện diện nơi đây, con có một vấn đề con không được rõ. Ở cái nơi con nói ra đây là một ở giáo xứ của con hiện tại đang ở nơi đây, nó có một không phải là chỉ nói riêng về vấn đề tôn giáo mà thôi, không có nói đến các linh mục dính dáng tới vấn đề chính trị.
Nhưng qua sự việc xảy ra đến với giáo xứ của chúng con xin giới thiệu, con là một giáo dân ở California và con đến đây. Hôm nay con nghe cha nói, sau khi con nghe Đức Cha nói về có một người nào họ tâm sự với Đức Cha là mình tin đạo chứ không phải tin người có đạo. Và vì thế con nảy ra một cái ý nghĩ và con muốn thưa với cùng Đức Cha cũng như quý vị ở đây. Sau khi giáo xứ của chúng con có một linh mục đã cùng chung với chúng con cũng khoảng chừng mười mấy năm. Sau khi ngài được lệnh của tòa giám mục tuyên chuyển đến một giáo xứ khác và đồng thời ngài bổ nhiệm một linh mục còn trẻ về ở nơi đó, và ngài linh mục trẻ mặc dù ngài còn trẻ nhưng mà ngài nhận một chức vụ giám đốc của giáo đoàn. Và vì thế ở trong giáo xứ của chúng con có chia ra làm, nói thẳng ra có thể nói tạm gọi như Đức Cha hồi nãy nói là phe phái, và một số người ủng hộ cha già sinh sống với cộng đoàn đã lâu, họ chống đối lại và họ đã ủng hộ cho cha già. Còn một số nữa không phe phái mà cũng không có một cái phản ứng gì, bởi vì theo con nghĩ thì họ nghĩ sống đạo thì tin theo đạo, không tin theo cha cũng không có tin theo những người khác. Và vì thế trong giáo xứ của chúng con đã hiện tại bây giờ vẫn còn có, và cái số người đó họ đã tách rời ra khỏi cái giáo xứ, họ đi thành lập ra một cái giáo xứ khác. Và mặc dù ở cái giáo phận của chúng con đã có cái trung tâm mục vụ, nhưng với không họ thành lập cái giáo xứ khác, mặc dù họ không có sự đồng ý của trung tâm mục vụ nhưng họ vẫn xem đó họ là một cộng đoàn khác. Và mỗi một lần khi mà giáo đoàn tổ chức hoặc là giáo đoàn tổ chức thì những cái người mà có cái sự chống đối đó họ cũng tổ chức một cái lễ như vậy và làm trước giáo đoàn làm việc, thì con không hiểu như thế nào. Và chính những cái vấn đề đó, trong số đó cũng có một số các cha cũng có, con nghĩ là chưa có được đồng nhất lắm. Thì như vậy chúng con xin Đức Cha cho chúng con một ý làm như thế nào để chúng con có thể mà xin Đức Cha cho chúng con một lời khuyên về vấn đề mà con muốn hỏi. Vì ngày gọi là hết giờ rồi và ngày mai thì mình có thể hỏi ké vào đấy thanh niên cũng được. Nhưng mà thế này, luôn luôn trong một địa phận thì phải có người phụ trách, và người phụ trách ấy là Đức Giám Mục. Và Đức Giám Mục quyết định làm sao thì cứ như vậy mà làm. Cứ như vậy mà làm. Các cha đi đến xứ nào thì giáo dân lại nhớ rằng các cha đến là vì các linh hồn, chứ không phải nếu các cha mà nhìn sai là nói tôi thích xứ này thì tôi thích xứ kia cũng được. Có thương cái linh hồn ở đấy không? Xứ này rất là khó khăn, nghèo nàn, xa xuôi, khỉ ho cò gáy, nhưng mà thương các linh hồn đấy. Không phải vì xứ này nó tiện cho tôi đường xe đi tốt thì các cái không được. Mà giáo dân nói cái điều ấy không được, cũng không nên nói điều ấy. Và cũng đừng cha nào mà làm khác cái ý Đức Cha hết, bởi vì không thôi sao Đức Cha làm sao làm việc được. Thế thì như nhà nước họ làm, họ đổi công chức, mà công chức cứ kéo ra làm ấy không, thải hồi cho ai cho làm việc, phải không? Đấy, thành thử có một cái xứ đây có cha già, đây tôi nói chuyện ngoài Bắc để anh em nghe mà cười. Cha già đấy thì ngài đi hưu,
Thì giáo dân nói, cha cứ ở lại với chúng con, để chúng con nuôi dưỡng cha tử tế. Nếu nào cha chết, chúng con làm đám ma cho to. Chúng con này cầu nguyện thì xin lễ cha lên thiên đàng. Đấy, cha già nói, thôi, tao, bây giờ tao già rồi thì tao lo hưu mà dọn mình chết. Chứ mà đợi mà bữa nào mà bay ở đây rồi thì khó cho các cha sau. Đấy, tao lo đi hưu dọn mình chết. Tao mà đã xuống hỏa ngục thì bay xin tao cũng chả ra được. Tao mà lên thiên đàng thì tao cũng chả cần bay xin lễ. Mà tao mà vào lửa luyện tội thì thư thả họ ra tao ra. Tuy vậy, nhưng mà cái điều quan trọng nhất và lợi ích nhất là dù trong một địa phận thì các cha cũng vậy mà anh em cũng vậy, là sự đoàn kết. Nếu không có sự đoàn kết thì không làm gì được hết. Và những chuyện chúng ta làm thì cũng như làm chay hấp bội cho vui thôi. Thì cũng tổ chức lễ này lễ khác thôi. Chúa không chúc lành cho chúng ta trong các việc chúng ta làm. Bởi vì chúng ta không theo tinh thần của Chúa, nên anh em nhớ đoàn kết với nhau. Và cái đó cũng là chứng nhân của người Việt Nam Công giáo. Bởi khi sáng nay tôi cũng nói cho giáo dân đấy, các đức cha, nhiều khi tôi đến, các đức cha không nói thẳng với anh em đâu. Vì ông nói sợ người Việt Nam nói người Mỹ kỳ thị, khinh dễ mình. Người ta không nói đâu. Nhưng mà nói, này đức cha nhớ, có giảng thì nhớ, nhắc nhở giáo dân. Đấy, giáo dân Nam tốt lắm, đi nhà thờ đông lắm, gặp các đức cha đâu, quỳ xuống hôn nhận hết. Mỹ thì thua cái chuyện đấy. Nhưng mà đọc kinh thực khỏe mà chửi nhau khỏe hơn nữa. Và nó, chúng tôi thấy một điều mà chúng tôi không có là cứ mà kéo nhau lên tòa giáo mục kiện là chứ chúng tôi không có cái chuyện đấy. Mà sao người Việt Nam nói đạo đức đọc kinh nhiều mà hay kéo nhau đi kiện, hay gửi thư rơi. Thầy, cái điều ấy thì mất cái chứng nhân của chúng ta. Nên anh em nhớ giữ căn bản, căn tính của người Việt Nam là có lễ độ và có rất là đoàn kết. Cái điều ấy rất là quan trọng. Bây giờ trước khi chấm dứt, vì đã đến giờ rồi, còn một phút tôi nói cho anh em, có một ông cha xứ tới một xứ để ông ngã lòng vì nên giáo dân thì chia rẽ nhau quá sức, không làm gì được nữa, khuyên mấy cũng không được. Thế có một hôm thì ngài giao đi nhà thờ, tôi xin giao cho anh chị em, thì tôi ở trong xứ này với anh chị em khá lâu mà tôi khuyên bảo anh em mãi để cho anh em đoàn kết với nhau. Mà sao không biết mà thù nhau, thâm căn cố đế thế. Thì bây giờ tuần sau tôi xin kính mời tất cả anh chị em đến đây để xem lễ đám tang. Đám tang gì? Tôi làm lễ đám tang của cộng đoàn chúng ta. Thì tôi làm lễ. Giáo dân ấy lạ. Ông cha này bây giờ chắc là mất mát hay sao mà bày ra mà làm lễ đưa tang cộng đoàn. Thế thì cũng đi xem thử ông làm lễ đám tang sao. Lên hết cả. Cha làm một lễ, thầy giữa để một cái quan tài mà phủ lại. Cha nói quan tài này chốc nữa cuối lễ thì chúng ta sẽ từ giã. Và bây giờ thì ông cũng trong lễ thì ông cũng cầu xin về Chúa, đọc lời nguyện xin Chúa, con đã làm hết sức mà không biết làm sao mà cứu cái cộng đoàn này vì anh chị em chúng con chia rẽ nhau quá. Và vì thế hôm nay con xin Chúa cho con được làm đưa đám ma cho cộng đoàn của con. Và khi đưa đám ma đi quanh thì ngài cũng rảy nước phép rồi cũng xông hương đấy quan tài đó. Và khi làm xong rồi thầy ngài mới mở quan tài thì ngài mới nhìn vào đó để mà từ giã cộng đoàn. Thế thì ở dưới này ai cũng bảo là không biết ông bỏ cái quái gì trong mà ông cũng đẩy nước phép xuống hương mà ông cũng nhìn vào rồi ông khóc nữa. Thế rồi thế là từ dưới ông trụm, ông quản giáo này gì cứ là chánh trương cứ lên trước về sau các bà cũng lên hết nhìn vào trong, té ở trong cái cộng đoàn, ở trong cái quan tài ấy, ngay để một tấm kính ở trong, ai nhìn vào cũng thấy mặt mình trong ấy.
Và ai nhìn vào cũng thấy là chính mình là cái người chết trong đó. Bởi vì mình chia rẽ cộng đoàn. Ai cũng có tội hết cả. Và cha nói, cha trước hết rồi tới anh chị em, là ai cũng có chết trong ấy hết. Bây giờ tính sao đó, có chôn cộng đoàn không, chiều nay đem đưa ra đất thánh chôn luôn. Thế là, và giáo dân đều cảm động, nhiều người xa nước mắt vì không ngờ mấy lâu nay chính mình giết cộng đoàn. Và từ ngày đó hôm sau thì khỏi chôn cộng đoàn. Và tất cả mọi người vui vẻ ở lại với nhau. Điều ấy nếu mà anh em có tổ chức lễ đưa cộng đoàn, đưa đám cộng đoàn thì tôi sẽ ở lại, tôi làm lễ nữa. Chúng ta đọc một kinh kính mừng cho thực sốt sắng để xin Đức Mẹ ban sự đoàn kết cho tất cả chúng ta, lòng yêu thương nhau và biết làm chứng nhân cho Chúa ở trên đất nước Mỹ này. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mời Đức Tổng Giám mục Winnipeg lên đây để cùng ban phép lành cho anh chị em. Ngài đọc tiếng Việt tốt lắm. Đức cha đọc. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Xin cảm ơn. Câu chuyện hôm nay vừa nói ra thì đã được đọc trong bài phúc âm. Bởi vì tôi muốn rằng những điều gì tôi nói với các bạn trước hết phải đặt nền tảng trên một bài phúc âm, vì đó là lời của Chúa, chẳng phải là lời của tôi. Và bài phúc âm ấy hôm nay cho các bạn thấy ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là cậu trẻ hoang đàng. Nhân vật thứ hai là người anh ở nhà ngoan ngoãn ở với bố. Về nhân vật thứ ba là người cha nhân hậu ở nhà. Tất cả những cái gì mà đẹp nhất, mà dễ thương nhất, cha trưởng ban tổ chức đã nói rằng là thuộc về giới trẻ ở Mỹ cả. Tất cả cái nghiên cứu là thuộc về giới trẻ ở Mỹ. Mà hôm nay cái đề tài gọi là hy vọng. Các bạn cũng biết là tôi biết quyển sách nào cũng có hy vọng cả. Và vì thế mà tôi cảm thấy rất gần gũi với các bạn. Mà tại sao mà cái tiếng hy vọng nó có một cái gì nó quyến rũ chúng ta như vậy? Trước đây, vua Nã Phá Luân, hoàng đế của nước Pháp,
đi đến một nơi gặp dân chúng, thì có một bà thưa với vua rằng: thưa ngài, ngài rất đẹp. Và bà nói thêm một câu: ngài đẹp như hy vọng. Bởi vì cái gì mà hết hy vọng rồi thì nó không còn biến chuyển nữa, mà khi còn hy vọng thì có thể chuyển biến ra tốt hơn. Và giờ phút này tôi muốn chào các bạn trẻ, tất cả ở đây, các bạn rất đẹp, các bạn đẹp như hy vọng. Chúa Kitô, hy vọng của tuổi trẻ. Nhân vật thứ nhất, tại sao hôm nay nói về hy vọng mà lại đem một thằng con hoang đàng ra mà nói? Thế thì ở đây chúng ta hoang đàng hết à? Không, thằng con hoang đàng ấy là hy vọng của bố nó. Bố sinh ra nó là yêu thương nó, đùm giáo dục nó và đặt tất cả niềm hy vọng vào thằng con đó. Nhưng một hôm kia, thằng con đó đến thưa với bố rằng: thưa cha, xin cha chia gia tài cho con. Thưa cha, con muốn được của cải để con ra đi sung sướng. Dĩ nhiên đã có nhiều lần nó tỏ cái ý đấy ra rồi, bố nó đã khuyên bảo nó nhiều lần rồi, nhưng mà không thể được nữa. Và một hôm ấy nó đã quyết định: